đang tươi, kem chống nắng, ngưỡng tôn dinh dưỡng, phần bốt ngày dài. Trời, hai đứa ăn coi ngon lành quá vậy mà nói không ăn đâu. Ăn đi nghe, nếu mà thiếu gì xuống gì lấy đồ ăn cho nghe. Ừ, dạ nếu vậy để con xuống lấy phụ gì nha. Sao rồi bà? Cũng không có nữa nè. Không có sống luôn hả? Ừ. Nè. Dạ. Hai đứa ngủ tạm đây nghe. Nhà gì nhỏ lắm, không có chỗ nào khác hết trơn á. Biết là ngủ chung với mấy cái thùng này nó cũng hơi kỳ, nhưng mà thôi ngủ đỡ nha. Dạ không sao đâu dì. À, dì cho tụi con ở lại đây ngủ qua đêm như vậy là đã tốt lắm rồi. Tụi con ngủ vậy được mà. Dạ. Mà dì ơi, bộ cái khu này của mình không có sóng điện thoại hay gì? Có chứ, nhưng mà yếu lắm. Muốn gọi mà điện thoại cầm tay là phải leo nóc nhà. Hả? Chỉ có điện thoại bàn thôi. Nhưng mà ngặt cái là bữa nay cái điện thoại bàn nhà tôi đó bị cắt cái chiều gọi đi rồi, chỉ có nghe được thôi hả? Dạ, phải leo nóc nhà mới có sóng điện thoại. Chắc con cũng phải leo quá, tại vì con phải gọi điện thoại về cho người nhà của con đỡ lo. À vậy hả, vậy thôi đợi tôi đi lấy cái thang nha. Dạ. Dạ. Dì ơi, tiếng gì vậy dì? Mấy con mèo, ở đây chuột dữ lắm, chuột rồi rắn nữa. Thành ra đêm nào con mèo nó cũng lên đó để nó bắt chuột với bắt rắn. Dạ vậy thôi, sáng mai dì hãy lấy thang cho con mượn, con leo lên bắt sóng điện thoại cũng được. Thôi vậy hai đứa ngủ ngon nha. Dạ. Chà, nhìn hai đứa bén lắm mà nghe. Dạ. Hai đứa bén lắm á. Dạ. Ngủ ngon hay gì? Khoan đã, sao không có mền? Tôi thấy trời cũng lạnh á, không có mền sao mà tôi mà ngủ được. Ờ ha, mà hồi nãy tôi thấy có hai cái gối à. Thôi bà vô trước đi, sửa soạn đi ngủ đi. Tôi đi hỏi gì thử coi có cái mền không. Ờ, qua mượn gì hai cái mền đi ngủ nha. Alo, tôi nói rồi, tôi nói hai con này ngon lắm, nó còn tơ, tôi bảo đảm mà, bán được giá lắm. Tôi nói ngon là ngon, bây giờ tôi bắt, tôi giữ lại cho ông nha. Ờ, tôi nói ngon là ngon mà. Dì ơi. Đợi tôi chút nha. Rồi tôi cúp máy nha. Dạ. Chuyện gì vậy? Dì ơi, có cái mền không, cho tụi con mượn cái mền, tại con sợ tối ngủ lạnh á gì. Ủa, vậy chưa có mền hả? Thôi được rồi, để tôi đi lấy cho nghe. Dạ. Đã nói là hàng họ trong này hết mà không chịu khóa cửa, thiệt tình. Bị khùng mà đang nói gì vậy? Tự nhiên tôi đang ngủ mà. Không có. Hồi nãy tôi đang ngủ, cái tôi nghe tiếng ai nói ở ngoài đó rồi khóa cửa rồi. Khóa cửa luôn rồi, khóa cửa ngoài luôn rồi bà. Dạ sao lại hả? À. Trời ơi, gì kỹ tính nhưng mà kỹ dữ vậy. Mình đang ngủ trong này mà khóa cửa ngoài, lỡ hả?
khói lửa rồi mình chạy không kịp sao trời. Không phải đâu bà ơi, tôi nghĩ có khi nào là có chuyện rồi đó. Bà nhớ lại đi, hồi lúc mà mới gặp dì á, tự nhiên dì nhìn mình rồi khen mình bén, rồi nói là đàn ông thích mình lắm. Thì đương nhiên rồi, tôi thấy dì nói đúng mà. Không có đâu bà ơi, bà suy nghĩ lại đi. Tự nhiên cái dì này không quen không biết, lần đầu tiên gặp mình tốt với mình vậy, cho mình chỗ ở rồi còn cho mình ăn cơm ngon vậy nữa. Có khi nào đây là bữa ăn cuối cùng của mình không bà? Bà nói gì bậy bạ vậy? Tôi nói thiệt đó. Đã vậy mình còn bị nhốt vậy nữa. Tôi nghĩ là mình bị bắt cóc rồi bà ơi. Bà bị khùng hả? Nói bậy bạ không à? Bà có bằng chứng gì mà bà nói anh ta vậy? Có. Thôi á, tôi qua tôi mượn cái mền nè. Cái xong rồi tôi nghe gì đó nói là nói chuyện điện thoại với ai nha. Nói là ồ hai con này ngon lắm, còn tơ lắm, bán chắc được nhiều tiền lắm á. Nói vậy đó bà. Ý bà nói gì đó nói hai con này còn tơ lắm là nói hai đứa mình đó hả? Bà sao bà nghe mà bà không có vô nói với tôi mà tới bây giờ bà mới nói vậy? Phải không phải? Tại tôi nghe tôi cũng để ý từ chiều giờ rồi thêm nãy cái vụ mượn mền nữa, nhưng mà tôi nghĩ không có cái gì hết. Nhưng mà bây giờ định liễm rồi bị khóa cổ rồi nên tôi nghĩ là thiệt rồi bà ơi. Nào là hai đứa mình bị mang đi bán thiệt không bà? Thì đó. Sao bây giờ? Ha, tụi bay mấy điều chút đi. Tụi bay trốn mà không có khỏi tao đâu. Có hung khí nữa kìa bà ơi. Mình mà thoát là bà lấy cái con dao ra bà xử đẹp hai đứa mình luôn đó kim chi. Bây giờ làm sao nè, bình tĩnh. Không, tôi mới là người bình tĩnh thôi. Đợi xíu nữa tôi suy nghĩ cái đó. Kim Chi, nhỏ nhỏ rồi, coi chừng bà nghe thấy bây giờ đó. Không có đường nào thoát rồi bà ơi. Kim Chi ơi.
Ba giận tôi hả? Không sao đâu, mình cũng sắp chết rồi mà, đâu có còn sống được bao lâu nữa. Tiền bạc của cải chết đi rồi cũng đâu có đem theo được đâu, đúng không? Đúng rồi á. Cho tôi ôm bằng cái đi. Kim Chi, thật ra hôm nay tôi vui lắm, vì bà nói những cái chuyện mà bình thường bà không có nói cho tôi biết. Trước khi mình ôm, tôi cũng có chuyện muốn nói cho bà biết. Chuyện gì vậy? Hai cái đầm hôm bữa mà bà phơi, cái bà hỏi tôi sao mất tiêu, tôi nói bị ăn trộm á. Ờ đúng rồi, tôi tìm quá trời luôn mà không ra hai cái đầm tôi thích nhất. Không có ăn trộm lấy đâu, tại tôi sợ bà mệt á, cho nên tôi ủi đồ cho tôi ủi luôn cho bà hai cái đầm bà thích đó. Nó cháy bà ơi. Nhiều lỗ, tôi sợ bà phát hiện bà ghét tôi giục luôn rồi. Hả? Bà giận tôi hả? Không sao đâu. Cảm ơn bà. Còn chuyện này nữa, hôm bữa lúc bà mới đi quay phim về bà tắm á, cái có người gọi điện thoại cho tôi nghe giùm bà, đạo diễn mời bà đóng vai chính phim nhạc kịch đó, mà lâu vô quá tôi quên nói với bà luôn rồi. Hả? Chắc không sao đâu hả? Không sao đâu, có gì nếu mà mình thoát ra được thì tôi về tôi gọi lại cho người ta. Ờ, nhưng mà bữa nay phim bấm máy rồi. Hả? Chắc không sao đâu hả bà? Mình ôm nhau cái nha. Bà đừng có giận tôi nha. Còn ôm gì nữa mà ôm? Bà không biết hả? Bà nghĩ sao mà không có sao? Bà biết là ước mơ cả đời của tôi là được có một vai chính trong đời thôi. Mà bà nghĩ sao mà bà có vai chính mà bà không có báo với tôi là làm sao vậy? Chết rồi, sắp chết rồi. Ôm đi, ôm đi, đừng có la tôi, ôm đi, ôm đi. Bà làm cái gì vậy? Tôi kiếm vũ khí nè. Một hồi nữa mà có ai xông vô mà bắt hai tụi mình đi một cái là tôi chơi tới liền luôn á. Trời ơi, mà nghĩ mấy cái này á mà chống vòng tay làm sao? Chứ bây giờ sao bây giờ? Trời sắp sáng rồi, tôi sợ tới giờ mấy người đó vận chuyển hai đứa mình đi rồi đó bà. Giờ sao đây? Kim Chi, bà không sợ hay sao mà bà cứ đứng yên có một chỗ hoài vậy? Tôi đang suy nghĩ nè. Suy nghĩ gì bây giờ? Bây giờ tôi với bà sẽ lấy cái bàn này với lại mấy cái thùng này xuống chặn cánh cửa lại. Mình kéo dài thời gian, không cho người ở ngoài đi vô. Đúng rồi, nếu một hồi nữa mình chặn lại mấy người đó xông vô cũng mất nhiều thời gian dữ lắm. Trong lúc đó mình sẽ trong đây mình kiếm vũ khí vô một cái là mình chơi liền. Phụ tôi một tay. Nặng nha, nặng từ từ nha, mà cẩn thận. Xuống từ từ. Lấy cái này để tôi phụ cho. Tại vì trong tay mình nặng dữ vậy nè. Ở đây nãy giờ có cửa sổ mà mấy cái thùng che lại tôi với bà không có thấy. Mình xong rồi.
là có người hay là có cái gì không ổn thì chui vô đây lại nha. Trời ơi, cái chân cao quá. Cố lên, cố lên, tôi đỡ cho. Hai. Từ từ. Chân là còn một chân nữa. Không có được đâu, ngoài này không có được đâu. Đi vô lại đi. Sao nó vô đi? Bà biết không quá. Bây giờ bà không có chịu vô thì bà lôi tôi vô lại giùm đi. Bí cái gì vậy cái chị? Tôi ra được cái này, tôi ra được. Thôi. Đi vô vậy? Đi đi. Nè. Đi bằng cái cửa này kỳ vậy? Sao leo kỳ vậy? Tại sao? Bà phát hiện hồi nào sao bà không nói? Tôi dặn bà là có nguy hiểm gì là bà phải nói mà. Tôi đã nói rồi, kêu vô vô đi mà không chịu vô. Tự nhiên kêu vô, bà phải nói là có kẻ địch xuất hiện chứ. Dì không may, dì bỏ nhẹ cái con dao xuống giùm con nha dì. Bây giờ dì cần bao nhiêu tiền tụi con cũng có hết. Chỉ là dì ơi, vài trăm ngàn hoặc một triệu tụi con có. Nhưng mà nếu mà dì đòi nhiều hơn thì dì cho con số tài khoản. Dì tụi con về Sài Gòn chuyển khoản. Dạ đúng rồi, tụi con chuyển khoản cho. Là sao? Nói gì vậy? Nói gì kỳ cục vậy? Dạ, thì dì bắt cóc tụi con, nhốt tụi con ở trong phòng này. Rồi dì bán tụi con biết hết rồi. Tối hôm qua con nghe dì nói chuyện á, nói là hai con nhỏ này á là ngon dữ lắm, bán chắc được giá lắm á. Cho nên dì ơi dì thả tụi con ra nha. Nghe sao con không có tiền chứ dì. Trời ơi, nói cái gì kỳ vậy? Cái gì bắt rồi cái gì bắt? Nói gì kỳ vậy? Không hiểu gì hết trơn á. Dạ, thì hôm qua lúc mà con ra con mượn mền á, con nghe dì nói là có hai con này ngon lắm, bán chắc được giá lắm. Là dì tính bán tụi con. Trời đất ơi, cái gì vậy? Đúng là ngày hôm qua tôi có nói là tôi bán hai con, nhưng mà lúc đó là người ta hỏi người ta mua gà của tôi mới nói là có hai con gà ngon lắm, chứ cái gì mà bán người bán mấy con chi. Nếu mà dì bán gà dì không bán tụi con, vậy sao dì kêu người khóa cửa ngoài để cho nhốt tụi con ở trong không cho tụi con ra được? Đúng rồi, nhốt cả đêm luôn. Dì khóa cửa ngoài? Tôi đâu có khóa cửa hồi nào đâu. Nói gì kỳ vậy? Ủa chứ dì không khóa, ai khóa? Trời đất ơi, cái chuyện gì mà ồn ào vậy bà? Nè ông, có phải ông là cái người khóa cái phòng này đêm hôm không? Đúng rồi, tôi khóa. Trời đất ơi, sao ông khóa làm chi vậy? Tôi dặn bà rồi, trong phòng này có mấy thùng hàng tôi để, bà không khóa cửa lại chó mèo vào nó phát của tôi sao? Trời đất ơi, thì ra hồi hôm ổng đi nhậu về ổng xỉn, ổng không biết hai cô ngủ ở trong cái phòng này, thì ổng khóa cái cửa chính đó chứ phải tôi. Hả? Vậy hả? Thiệt hả cô? Ai đây? Hai cái cô này là hai cái người lỡ đường tôi cho ngủ nhờ trong cái phòng này đêm hôm nè. Vì không có ý định là bắt cóc tụi con rồi đem bán hay gì? Hiểu lầm hả? Hiểu lầm. Tại vì vậy con xin lỗi gì, tụi con hiểu lầm. Con cảm ơn gì cho con tao tốt nhất. Cảm ơn chú. Con về ngay gì? Cái gì đi? Khoan, đứng lại, cái gì đi? Ở lại ăn sáng xong rồi tôi cho cháu tôi đưa ra ngoài lộ rồi bắt xe đi về nha.